xin chào mọi người, hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Và ngày hôm nay em cũng xin kính chúc cho tất cả các quý khách một năm mới bình an, tấn tài, tấn lộc, vạn sự như ý. Và đặc biệt là có nhiều sức khỏe. Một cái ngày đầu năm em cũng muốn cho những anh chị em nào mà đang có một cái thân hình gầy gò, hoặc là những cái anh chị em nào muốn tăng cân. Lúc trước giờ là mình đã sử dụng rất là nhiều thuốc tăng cân rồi, nhưng mà gọi là mập lên á là nó bị sỉnh nước, hoặc là mình khó cơ địa, mình khó có thể nào mập lên. Mình ăn rất là nhiều, mình sử dụng rất nhiều loại thuốc rồi mà vẫn chưa có hiệu quả. Kinh nghiệm em bán hàng 10 năm đó, 10 năm rồi, thì em thấy một cái dòng sản phẩm thuốc tăng cân mà được quý khách lựa chọn rất là nhiều, cũng như là đáng tin cậy. Khi mà sử dụng vào thì hầu như là tất cả các chị khách đều phản hồi với em một điều là chỗ chị ăn cái thuốc này á, chị uống xong cái thuốc này tự nhiên chị ăn chính làm chị thèm ăn kinh khủng luôn. Là mình ăn bằng cơm thật, ăn bằng gạo thật, ăn bằng những cái dòng sản phẩm mà mình ăn thật sự vào trong người thì nó sẽ giúp cho tăng cân, chứ không phải là mình uống vào là mình sẽ bị sỉnh lên đâu nha mọi người. Mình uống vào thì nó sẽ kích thích mình ăn rất là nhiều đó, mình ăn nhiều thì đồng nghĩa với tăng cân. Cũng như là khi mà mấy chị uống cái dòng sản phẩm thuốc này á thì mấy chị sẽ có cái cảm giác rất là thèm ăn nè, ngủ rất là ngon nè, và làm cho sức khỏe của chúng ta tăng lên. Sản phẩm mà em muốn nhắc đến đó là dòng sản phẩm Sâm Bổ Kiện. Hiện tại phiên bản của Sâm Bổ Kiện này nó có hai phiên bản này là phiên bản cũ thì cái tem nó nằm ngang dày, còn cái phiên bản này là cái phiên bản mới thì cái tem nó dọc dày đó. Mọi người thấy hai cái tem khác nhau không? Cái này thì nó sẽ ngang, cái này nó sẽ dọc, và cái tem này nó sẽ vàng hơn tem này. Và khi mà mọi người cầm lên cái hàng mới thì mọi người thấy cái tem bảng màu trong này nữa, anh ánh lên không nè, đó nó ánh lên nè. Còn cái này thì không ánh nha, cái này thì không ánh đó. Khi mọi người mua hộp thuốc tăng cân mới thì nó sẽ tặng thêm một cái hộp là protein, là sẽ giúp cho cơ thể chúng ta hấp thụ protein và tăng ký đó. Đây là mẫu cũ em cũng còn bán, nhưng mà mẫu mới thì hầu như là khách uống thì nó tăng mạnh hơn, hiệu quả hơn và tốt hơn nha. Đó, giá cả thì khác nhau một tí thôi, trên nhau một tí thôi mọi người ơi. Những anh chị em nào mà gầy gò khó lên cân, hoặc là sử dụng quá nhiều loại thực phẩm chức năng rồi mà vẫn chưa cảm thấy ưng ý, muốn tìm một cái dòng sản phẩm thực phẩm chức năng mà nó bổ trợ cho mình, nó giúp mình tăng ký nè, điều độ ăn uống nghỉ ngơi rất là thoải mái, thì mọi người hãy sử dụng cái dòng sản phẩm Sâm Bổ Kiện này nha. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Cái dòng sản phẩm này á, tiêu chuẩn do Bộ Y tế cấp phép nữa. Còn những cái dòng sản phẩm thuốc tăng cân này thì ở ngoài thị trường cũng như các nhà thuốc á, bán rất là nhiều, nên mọi người có thể là mua trực tiếp tại em thì mua được giá sỉ, còn mấy chị mua những chỗ khác thì nhiều lúc là sẽ gặp giả nhái cũng như là cái giá rất là cao nha. Mọi người ơi, muốn tăng cân hãy tìm Sâm Bổ Kiện, liên hệ cho em với số điện thoại hotline là 0355 838057 hoặc là 0773739279. Nhớ nha, Facebook Trần Thị Alice. Một năm mới bình an, phát tài phát lộc sẽ đem đến cho chúng ta nhiều may mắn hơn nữa. Cảm ơn mọi người.